xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. vì Quốc Channel xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật được trong ngày hôm nay. Đại tướng Phùng Quang Thanh đột ngột từ trần, từ chuyện ông Thanh trở về nước từ nước ngoài trong lặng lẽ, không tướng tá nào ra đón kể cả là gia đình, không có truyền thông báo chí nào được chụp hình, ngoại trừ một tấm hình duy nhất được phổ biến cho thấy ông đang lom khom lo lấy hành lý. Một tấm hình mà dư luận đã nhanh chóng vạch trần là không phải hình của ông đến việc ông vắng mặt trong các phiên họp quan trọng của chính phủ Việt Nam. Nhưng trên video ngày 2 tháng 9 năm 2021 của VTV thì lại có cảnh ông mặc đồ thường phục thoát ẩn thoát hiện trong phiên họp. Tất cả những trò úp mở này của nhà nước Việt Nam càng làm cho dư luận thêm khẳng định về việc sự thay đổi quyền lực đang được âm thầm thực hiện trong nội bộ. Và cái chết của tướng Thanh không phải là một điều bình thường như được thông báo. Nhìn qua những bức ảnh của ông Thanh mới gần đây, nhiều người suy luận về việc có điều bất thường có thể ông ta đang bị giam lỏng. Cận cảnh cho thấy ở sân bay có một nhóm người tiếp cận và đưa tướng Phùng Quang Thanh đi. Một điều lạ là tại sao không có gia đình hay cấp dưới ra đón tướng Thanh? Điều này đã đặt ra nghi vấn có phải thế lực nào đó trên thượng tầng quyền lực của Việt Nam đã làm ra điều này. Nhìn qua mấy tấm ảnh, bỗng dưng thấy thương ông viết kịch bản. Người ốm suýt chết sau so chặng bay dài như thế mà phải mở xe Đáng lẽ phải vào xe ngồi ngay, chứ ai lại để cho ông ta cứ lom khom cứng người, dòm vào chuyện, lo ba cái chuyện sắp xếp hành lý ở sau ô tô. Có phải là đi kiểm tra chi chác gì đâu mà lại kịch thế? Rõ ràng là không quan tâm nhiều lắm đến việc sống chết của ông Phùng Quang Thanh, mà dư luận quan tâm đến một chuyện khác quan trọng hơn là hàng loạt những xuất hiện mang tính chất lịch sử với hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc. Trong tháng 8 vừa qua, tướng Phùng Quang Thanh bỗng đột nhiên khuất bóng trên chính trường và quyết định cho nghỉ hưu của Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Quân khu Thủ đô và Trung tướng Lê Mạnh Hùng, chính ủy Tư lệnh Thủ đô ở độ tuổi chưa đến 60, đã dẫn đến nhiều nghi vấn có sự chống đối của một giới quân nhân tại Hà Nội. Tác giả Trung Điền cho biết nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam từ giờ đến đầu năm 2021 khi đại hội nhóm học sẽ có nhiều biến động hứa hẹn nhiều gây cấn và căng thẳng. Chúng ta hãy chờ xem. Cũng một trong những dấu hiệu của biến động sắp tới là việc hàng loạt các quan chức xin nghỉ hưu sớm, đây là một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay trước kỳ đại hội đảng, nhiều dư luận đồn đoán là họ đang tìm cách hạ cánh an toàn vì biết trước sau gì cũng có thể bị đảng đào thải. Trước khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo các địa phương, Facebooker Đặng Sương Hùng đã gọi những hiện tượng trên là hội chứng Phùng Quang Thanh và không cho biết hội chứng này là đang dần dần rõ nét và Phùng Quang Thanh và nó trở thành một hội chứng vì bất cứ một quan chức cấp cao nào quan sát những gì vừa xảy ra với ông Thanh đều rùng mình và rút ra một bài học, một loạt những điều chuyển và tự rút lui khỏi chính trường để chứng minh điều đó. Nhưng có lẽ tướng Thanh không ngờ sự rút lui của mình đã quá trễ và ông đã phải trả giá. Liệu gia đình tướng Thanh có để yên cho sự việc này qua đi hay không? Và sẽ tìm cách trả thù những kẻ thù ác như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đón xem. Kính thưa quý vị và các bạn, sự bí ẩn của nhà lãnh đạo cộng sản việt nam ông phùng quang thanh cuối cùng cũng đã xuất hiện trong một buổi lễ tại bộ quốc phòng việc này đã xóa đi đồn đoán là ông bị chết vì bệnh tật hay là bị ám sát tuy nhiên người ta vẫn đặt ra nhiều câu hỏi là tại sao những chuyện bình thường như đi chữa bệnh lại được truyền thông nhà nước việt nam loan truyền một cách nhỏ giọt và không có hình ảnh nào trong thời đại của phim ảnh kỹ thuật số và không chỉ là hành tung của ông phùng quang thanh mà đời sống của nhiều nhà lãnh đạo thế giới cộng sản xưa nay cũng thường được bao bọc bởi một lớp màn bí ẩn và tại sao lại như vậy sức khỏe của lãnh tụ là một bí mật quốc gia cũng theo luật sư nguyễn văn đài sống ở hà nội nhận xét về cách thức công bố không rõ ràng về tình trạng sức khỏe của các nhà lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay đó gọi là di sản hay gọi đó là từ xa xưa để lại tức là từ sức khỏe cho đến đời sống cá nhân của những người cộng sản luôn luôn được giấu kín bưng bít và tất cả những thông tin mà họ đưa ra nó phải theo ý đồ của ban tư tưởng chung bây giờ là ban tuyên giáo Họ không thể công khai cuộc sống của họ cho người dân biết được. Đây được coi là một bí mật quốc gia, ngày xưa xem như là bí mật quốc gia, sức khỏe hay là những hoạt động khác của các vị lãnh đạo của họ. Quyết định từ cấp nào bộ chính trị hay là cấp nào đấy từ trung ương trở lên là thuộc hàng bí mật quốc gia. Ngoài ra, ông cũng đưa lên một giả thuyết về sức cạnh tranh quyền lực, theo đó các phe phái giấu giếm thông tin để chờ thời cơ. Ông lấy ví dụ là chuyện đại tướng Lê Đức Anh đã từng biến mất một khoảng thời gian dài trước khi xuất hiện trở lại vào thời điểm mà các đối thủ chính trị của ông đã bị loại trừ. Nhà văn Thùy Linh sống ở Hà Nội cho rằng, con đường đi đến quyền lực của các viên chức cộng sản không bao giờ là chuyện minh bạch cho đến tất cả những gì bao quanh cuộc sống của họ, cũng như những bí ẩn với những vị trí và chức vụ trong đảng cộng sản. Và nên là tất cả những gì đi theo nó đều được phủ lên một cái màn rất bí ẩn và cái ghế ngồi của từng vị trí không được chọn lựa một cách minh bạch, những gì kèm theo đó và vị trí nhưng cuộc sống như cuộc sống của cá nhân đều phải che phủ bởi sự bí ẩn này. Mọi sự bí ẩn là bản chất của chế độ cộng sản. Nhà bất đồng chính kiến tiến sĩ Hà sĩ Phu hiện đang sống ở Đà Lạt thì cho rằng chuyện không nói lên sự thật là bản chất của chế độ. Và mặt vĩ mô mà nói thì cộng sản đương nhiên là phải nói dối như lời của ông Zapatov. Ông ấy đã nói cộng sản thì đương nhiên là phải nói dối. Đấy là cái tổng thể của chủ nghĩa. Còn riêng cái chuyện các nhà lãnh tụ tại sao lại phải giữ bí mật cái gì cũng bí mật từ ông Nguyễn Ái Quốc trở đi thì cái đó là phải bịp dân thôi. Phải tạo ra cái hào quang, cái đường đi nước bước của họ để vì đảng là chính và quần chúng nhân dân mà biết thì không được, thế cho nên họ phải giấu. Về cái hào quang của người Cộng sản mà tiến sĩ Hà Sĩ Phu vừa nhắc tới, người ta đã từng nói nhiều đến việc thần thánh hóa các vị lãnh tụ của họ. Từ vị lãnh tụ đầu tiên thiết lập nên nước Cộng hòa, từ vị lãnh tụ đầu tiên thiết lập nên nước Cộng sản là Lenin ở Liên Xô cũ trở đi, Cách đây khá lâu, tờ báo An ninh Thế giới của cơ quan công an tại Việt Nam đã có đưa tin về một cơ quan lưu giữ và nghiên cứu bộ não của ông Lenin. Theo báo cáo này thì nguyên tắc Lenin là người xuất chúng nhất nhân loại. Tại Triều Tiên, những câu chuyện huyền thoại về gia đình nhà lãnh tụ Kim Nhật Thành được tuyên truyền rất rộng rãi. Còn tại Việt Nam thì ngay trong thế kỷ 21 này, việc tôn vinh ông Hồ Chí Minh là một vị thánh cũng rất phổ biến. Người ta cho rằng với thói dùng hình ảnh mạnh mẽ và thần thánh như thế, các nhà lãnh tụ cộng sản cũng như các vị đứng đầu các thể chế độc tài đều rất e ngại chuyện đưa hình ảnh bị bệnh tật của mình ra trước công chúng. Nhà báo Đoan Trang nhận xét tất cả các cá nhân, tất cả các nhà lãnh tụ ở các nước độc tài đều sợ bị dân chúng nhìn thấy hình ảnh ốm yếu của mình, hoặc là sợ bị lộ những hình ảnh ốm yếu trước dân chúng. Tức là họ sợ lộ ra mình là người ốm yếu thì không còn đủ sức khỏe để lãnh đạo nhân dân nữa, dân chúng sẽ lật đổ mình. Điều này cũng từng được một tác giả Mỹ là giáo sư Bluc Bruno Di Maquita, nhận xét trong một bài viết cách đây đã khá lâu. Và trong các bài viết về chuyện các nhà lãnh đạo độc tài thường hay dự kiến bệnh tật của mình được nhà báo Thủy Trúc dịch ra tiếng Việt, ông Mekwita liệt kê một loạt những vị lãnh tụ độc tài trên thế giới cộng sản cũ cho đến vị nắm quyền cho đến vị nắm quyền cai trị quốc gia Mỹ Latin, Châu Phi và Châu Á. Trong danh sách đó, người ta thấy các vị đương còn sống như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc hay là ông Fidel Castro bên Cuba. Ông Mesquita cho là trong xã hội độc tài luôn có mầm sống của một cuộc nổi dậy cho nên nếu tin tức về sức khỏe suy yếu của lãnh tụ được lan truyền thì dễ có nguy cơ luận lạc. Ông dẫn chứng chuyện trong một thời gian dài và thập niên 90 ở Trung Quốc, người ta không biết ông Đặng Tiểu Bình còn sống hay đã chết trước đó. Người ta cũng không biết ông Mao Trạch Đông sức khỏe như thế nào trước khi mất. Và tất cả những việc đó là nhằm giữ ổn định cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở Việt Nam, người ta cũng cho rằng hồ sơ sức khỏe của ông Hồ Chí Minh cũng bị giấu đi trước khi ông ta qua đời. Song song với chuyện giấu giếm bệnh tật, các nhà lãnh đạo độc tài thường được cho là chứng minh sức mạnh thế lực cường tráng của mình như ông Putin hay biểu diễn những trò thể thao. Còn ông Mao Trạch Đông, người sáng lập ra nhà nước Cộng sản Trung Quốc, đã bơi qua sông Trường Giang vào tuổi 73 để chứng minh thể lực khỏe mạnh của mình. Với sự xuất hiện của truyền thông điện tử, việc giữ bí mật của các nhà lãnh tụ Cộng sản trở nên khó khăn. Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, thì sự minh bạch của những người cầm quyền ở Việt Nam còn khá hơn lúc trước. Nhà văn Thủy Linh thì không đồng ý như thế vì bà cho rằng chủ nghĩa cộng sản luôn là tư tưởng lạc hậu so với thời đại. Và bà nói thêm rằng bà cũng không thể để ý đến câu chuyện vừa qua của ông Phùng Quang Thanh. Chỉ khi nào các vị lãnh tụ Việt Nam được bầu lên một cách minh bạch thì bà mới để ý đến. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã từ trần. Thưa quý vị và các bạn, Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Phùng Quang Thanh đã qua đời vào lúc 3 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 9 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 72 tuổi. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, trích thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết như vậy vào cùng ngày. Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương này, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ Chỉ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã qua đời sau một thời gian dài lâm bệnh. Mặc dù đã được các tập thể giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, theo lý lịch quá trình công tác của ông Thanh được báo chí nhà nước đăng tải, ông Phùng Quang Thanh đã tham gia quân đội từ năm 1967 và một năm sau khi gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ông Thanh được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì thành tích chiến đấu vào năm 1971. Vào năm 2006, ông Phùng Quang Thanh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ở vị trí này cho đến tháng 4 năm 2016. Hồi năm 2015 đã có những tin đồn trên mạng rằng ông Thanh đã qua đời khi đang điều trị ung thư tại Pháp. Tuy nhiên sau đó Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương báo chí cho biết ông Thanh đã qua phẫu thuật u phổi ở Pháp. Trong thời gian ở vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ông Thanh từng có phát biểu gây nhiều tranh luận tại Quốc hội về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Trong việc quân đội phong quá nhiều tướng tá thời bình, ông Thanh đã nói không phong tướng anh em tâm tư. Ông Thanh cũng gặp những điều tiếng liên quan đến con trai của mình là đại tá Phùng Quang Hải, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty 319 thuộc Bộ Quốc phòng. Công ty được cho là công ty sân sau, nơi thu vén lợi ích cho gia đình tướng Phùng Quang Thanh. Sau khi ông Thanh nghỉ hưu, đại tá Phùng Quang Hải cũng thôi giữ chức vụ hội đồng thành viên tổng công ty 319. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin hôm nay của chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo của Việt Quốc Channel.